Xin chào tất cả các bác, anh chị em đến với kênh Hoa Lan Vườn Lan Trung Mã Cao Bằng. Xin phép được chúc toàn thể các bác anh chị một buổi sáng an lành. Ngày hôm nay, ngày 10 tháng 9 năm 2019, kênh Hoa Lan của chúng em sẽ gửi tới toàn thể các bác anh chị yêu hoa phong lan ở khắp mọi miền Tổ quốc những giống phong lan rừng như sau. Và các bác anh chị đặt hàng vui lòng điện thoại hoặc nhắn tin qua số 0868 376 205. Và đó cũng là số điện thoại duy nhất để các bác anh chị đặt hàng. Phiên ngày hôm nay chúng em chỉ có một cơ số hàng thuần cũng như hàng kg để gửi tới toàn thể các anh chị yêu hoa phong lan. Em sẽ giao lưu với toàn thể các anh chị những giò giáng hương cẩm báo ở phía trên kia với giá siêu rẻ cho chúng ta sưu tầm. 260.000 một giò, tổng khoảng 8 cho đến 12 ngọn giáng hương cẩm báo. Ngoài ra em còn có cáo lá xếp rụt, cáo lá xếp V và cáo thuần. Quy cách của nó là mỗi giò 3 cây. Và có những cái giò tuyển như thế này. Đấy, các bác có thể xem qua và chúng ta ưng giò nào có thể, thích cây nào có thể báo cho chúng em để chúng em lựa chọn chụp ảnh qua Zalo cho các bác anh chị. Và hiện nay thì ở trên em đang mưa rất là to. Mưa từ đêm qua rồi, từ đêm qua tới giờ là cứ mưa suốt, không tạnh một tí nào. Đấy, chính vì vậy rằng là những cái hàng mà chúng em bỏ ra sắp vào trong này là để chúng em hôm nay đóng hàng, gửi hàng cho toàn thể các bác anh chị. Đây là những giò giáng hương đôi cáo em bán với giá là 270.000 một giò đấy. Quy cách của những cái giò này là mỗi giò có 3 ngọn, lá CV 100%. Lá CV 100%. Đấy. Mỗi cây 3, 4, 5 cặp lá tùy cây, tùy giò. Hàng đảm bảo thuần cho các anh chị nhé. 270.000 một giò. Đấy. Chúng ta mua số lượng từ 5 giò trở lên sẽ có giá rẻ và số lượng từ 10 giò trở lên có giá rẻ nữa. Đấy. Các bác, các anh chị đặt hàng thì liên lạc ngay cho chúng em nhé. Mặt hàng kg của phiên buổi sáng ngày 10 tháng 9 năm 2019 sẽ có những mặt hàng như ở trên hình cho các bác các anh chị sưu tầm. Đôi chồn hình như có hai loại, loại to loại bé. Và hoàng lạp ở ngoài này. Hoàng lạp. Đây các bác đây. Hàng rất là đẹp luôn ạ. Hoàng thảo, hoàng lạp em xin phép được bán với giá là 120.000 một kg nhé các anh chị nhé. 120.000 một kg hoàng thảo, hoàng lạp, hoa nở tháng 2, hoa màu vàng tuyền. Tiếp theo giáng hương đuôi chồn to. Chồn to hôm nay em có về tầm khoảng 10 cân ấy. Từ 5 cặp lá trở lên, từ 4 5 cặp lá trở lên đã gọi là chồn to rồi các anh chị nhé. Bởi vì là vừa rồi em cũng có bán giao lưu với anh chị em thì tam bảo sắc thì có cây lẫn một số cây bé vào, thì cũng mong các anh chị thông cảm vì hàng rừng thì em về em đóng hàng thì em cũng không để ý được hết rồi, nhiều đơn hàng quá. Và đây là giáng hương đuôi chồn các anh chị nhé. Từ 4 5 cặp lá trở lên đã là loại to rồi. Tuy nhiên là sẽ có cây 5 6 cặp lá. Em sẽ đóng solo 250.000 một kg chồn to cho các anh chị sưu tầm. Em chỉ có 10 cân chồn to thôi. Tiếp theo đây là hoàng thảo kiều vuông. Hoàng thảo kiều vuông này hoa màu trắng họng vàng, nở hoa vào Tết. Đặc biệt loại này rất là dễ trồng, dễ sống ở các tỉnh mà xứ nóng. Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đà Nẵng và các tỉnh ở trong miền Nam. Đấy, Đà Lạt, Lâm Đồng rất là dễ trồng loại này nhé. Mặt hàng này hôm nay, phiên hôm nay em sẽ bán giảm giá cho anh chị em này, 230.000 một kg. 230.000 một kg hoàng thảo kiều vuông. Đuôi chồn phía trong này là đuôi chồn bé. Đuôi chồn bé hôm nay cũng bán giảm giá cho các bác các anh chị sưu tầm luôn. Đuôi chồn bé hôm nay em bán với giá là 165.000 một kg ạ. 165.000 một kg giáng hương đuôi chồn. Đấy. Bao hàng đẹp cho các anh chị nhé, bởi vì hàng này thì chúng ta có thể mang về trồng cấy ghép thoải mái luôn ạ. Đấy. Hầu như 80% là cây xếp V. Đấy. Ngoài ra có cả cây bé như thế này, thì bác nào thích cây bé về làm giống thì sẽ báo cho chúng em để chúng em lựa cây bé cho. Đấy. Các nhà vườn anh em chơi sưu tầm thì em nghĩ rằng là lấy cây bé này nó sẽ được lợi về giống hơn. Đó. 165.000 một kg giáng hương đôi chồn. Giáng hương cẩm báo là một loại mặt hàng dễ trồng, dễ thuần và dễ chăm sóc nhất. Lô hôm nay đây, bác xem này. Lô hôm nay nó hơi xuống lá một tí rồi nhá. Chính vì nó xuống lá này em sẽ bán giá giảm giá cho anh chị em sưu tầm này. Với giá là 160.000 một cân này ạ. Thôi, 165.000 ạ, em xin lỗi, 165.000 nhé. 165.000 một cân giáng hương cẩm báo. Đấy, cho chúng ta sưu tầm 165.000 nhé. Phía trong này em còn có một ít kiếm đỏ với lại một ít vanda. Hai bó vanda, chỗ toàn bộ chỗ vanda này em bán 100.000 nhé các anh chị nhé. Đấy, 100.000. Và chỗ này là chỗ các loại. Đây. Tất cả chỗ này bán 200.000 nhé.
gồm có cả Vanda này, Sóc Lào này, cái này là cái gì đấy, cái này là quế tím ạ, đấy, có quế tím, bốn loại lan nhé, em bán 200.000 toàn bộ chỗ đấy, ghép được tầm khoảng 6 giò lan. Chỗ kiếm đỏ này em bán bây giá là, toàn bộ chỗ kiếm đỏ này em bán bây giá 120.000 toàn bộ chỗ này, 120.000 đấy ạ. Lan hài râu là một loại mặt hàng chúng em bán thường xuyên ở trên kênh, trên bài của chúng em bán với giá 70.000 một cân nha các anh chị nhé, 70k một kg đấy ạ. Hôm nay cũng có mấy khóm rất là to đẹp này, 70.000 một cân ạ. Tiếp theo đây là hoàng thảo hương vani. Hoàng thảo hương vani phiên hôm nay em sẽ bán với giá là 170.000 một cân, em bán giảm giá cho anh chị em nhé, 170.000 một kg. Đây, em còn có khoảng 5 cân nữa, 170.000 đấy ạ. Hoàng thảo hương vani đấy ạ, 170.000. Hoàng thảo phi điệp vàng hôm nay em sẽ bán với giá 120.000 một cân. Đấy. Đó các bác xem, hương vani phía trong kia và phi điệp vàng phía ngoài này. Ở đây là hoàng nhạn tháng 4, tháng 8 lẫn lộn các anh chị nhé. Quy cách của nó là từ 2, 3, 4 cặp lá, 5 cặp lá trở lên. Đây là em bán giống. Và giá của em bán cái hoàng nhạn phiên ngày hôm nay em vẫn bán giá là 450.000 một cân. Vì lô nhà chúng em nhập này cây nó rất là đều. Nó bé nhưng nó rất là đều. Đây. Một cân được tầm khoảng 30 cho đến 35 cây gì đấy. 450k một kg. Hoàng nhạn này còn được coi là nữ hoàng của các loài hoa giáng hương. Hoa rất là đẹp và rất là thơm các anh chị nhé. Đấy. Hoàng nhạn này ạ. 100% cây CV các anh chị nhé. 100% cây CV. Loại này thì chúng ta về chúng ta ghép tỉ mỉ một chút thì cây nó sẽ rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Đó. Hoàng nhạn tháng 4. Phía này ngoài này vẫn là hoàng lạp với giáng hương đuôi cáo đây. Hoàng lạp thì hôm nay lúc này em báo giá rồi 120.000 một cân đấy ạ. Giáng hương đuôi cáo. Giáng hương đuôi cáo của phiên buổi sáng ngày hôm nay em sẽ bán với giá là 150.000 một cân nhé các anh chị nhé. 150.000 một kg, cả cây to cây bé lẫn lộn. Tuy nhiên là các bác anh chị mà khi mà mua hàng ấy, chúng ta nên mua những cái hàng nó vừa vừa phải, thậm chí mua cây bé thì về nó dễ trồng hơn, nó không mất nước và cây nó sẽ phát triển nhanh hơn. Đấy. Ví dụ như cái như những cái giò lan mà em trồng như này này, em trồng 2 năm này này, thì trước em trồng toàn cái loại 3-4 lá thôi các bạn. Đấy. Toàn trồng cái loại 3-4 lá thôi. Thì sau 2 năm nó phát triển được đẹp như thế này. Và chúng ta trồng lan chúng ta chỉ chờ đợi cây sống, của chúng ta chỉ cần chờ đợi là cây nó sẽ phát triển và mọc như thế này luôn này. Nó rất là đẹp ạ. Và trồng từ cây bé trở lên nó sẽ không bị rụng lá các bác ạ. Đấy. Chậu 270.000. Đấy, mua từ 5 giò trở lên thì giá khác, mua từ 10 giò trở lên giá khác. Ok, cảm ơn toàn thể các anh chị đã luôn quan tâm nhé, đồng hành với kênh shop chúng em. Thì hôm nay chúng em chỉ có bằng đấy mặt hàng thôi. Các anh chị đặt hàng thì vui lòng liên lạc qua số điện thoại em đọc một lần nữa, đó là số điện thoại 0868376205. Kênh chúng em gửi hàng qua đường bưu điện, các anh chị nhận hàng thanh toán cả tiền hàng cả tiền cước cho nhân viên bưu tá. Thôi, video của ngày hôm nay em xin phép được dừng lại đây. Xin cảm ơn toàn thể các bạn đã luôn quan tâm và theo dõi kênh của chúng em ạ.